sẽ hướng dẫn anh em cách lắp đặt cái cục sufi này làm sao để bắn với gbb nó không bị rơi hạn chế nó rơi rớt khi anh em chơi đây khi mà nhìn trên cái cục flash hider này sẽ có một cái mấu như này đó nó có cái mấu như này và trên cái cục súp thì nó sẽ có lỗ khuyết này ở trong anh em rất chú ý nhé cẩn thận không lắp nhầm thì mình sẽ lắp cái mấu này vào đúng cái vị trí cái lỗ khuyết này lắp đúng thì nó sẽ rơi xuống được nó lõm xuống như này đấy và nó sẽ không xoay nữa rồi lắp xong thì anh em chú ý ở trên thân này nó có cái chữ put này ấn vào đây ấn xuống mình xoay thôi mình xoay để chỗ này nó sẽ nổi lên chú ý xoay thật chặt vào put vào xoay chặt tốt nhất là dùng cái khăn như mình này nó sẽ rất là chặt đây và như thế này nó sẽ không thể rơi được lúc mà anh em lắp vào trên thân súng không thể rơi được hai nữa là khi mà anh em lắp ấy à, khi mà mình à, rồi mình sẽ tháo ngược lại tháo ra thì anh em cũng bóp cái chữ put rồi xoay ngược chiều kim đồng hồ thôi. À, xoay vừa nhá đừng xoay cố quá là nó sẽ rất là khó để tháo ra. Các chú ý là trên cái trên cái thân của flatler nó sẽ có một con ốc chí support nhỏ nhỏ xíu xíu này để cho cái cục flat này nó sẽ giữ chặt hơn vào vào cái đầu outer của cây gbb nếu anh em chưa gbb mà độ mạnh nó giật mạnh ấy thì chú ý khi mà mình lắp ấy mình sẽ vặn cái ốc chí này cái ốc lục lăng này nó vào sâu hơn nữa để nó góp phần nó giúp cho cái việc cái cái flash hider nó giữ chặt hơn vào trong cái outer và nó sẽ không thể làm rơi cái outer à, không thể rơi cái flash hider ra khỏi outer được nhé cục súp này không rơi flash hider này không rơi thì anh em bắn thoải mái đi không phải lo gì nhé rồi cảm ơn anh em